Trong những năm công tác ở trên các cương vị lãnh đạo khác nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều thời gian để tới thăm, làm việc, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có nhiều địa bàn miền núi, biên giới, vùng khó khăn. Sự quan tâm động viên và những lời dặn của người đứng đầu đảng ta đã trở thành động lực to lớn để đồng bào nỗ lực phấn đấu vươn lên. Ông Thảo Dìn, thôn Cốc Phương là một trong những người vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và tặng quà. Dù đã 11 năm trôi qua, nhưng những lời căn dặn của người đứng đầu đảng ta vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của người đàn ông này. Tại đây, trong không khí cởi mở gần gũi, Tổng Bí thư động viên bà con phát huy tinh thần đoàn kết, yên tâm bám biên, giúp đỡ phát triển kinh tế từ những cây trồng chủ lực như là chuối, dứa. Và sau hơn một thập kỷ, cuộc sống người dân nơi đây đã thực sự đổi thay. Mình cũng nghe bác nói thế thì khả năng mình cũng phải nghe được cái đấy, là khả năng mình cũng phải tự hào để suy nghĩ là để làm thế nào để cho mình đoàn kết được, để làm thế nào để cho mình gia đình mình khác được. Đấy, mình phải đoàn kết giúp đỡ với nhau. Sau này thì mình mới làm cái gì khó khăn coi như là cả làng cũng phải cùng giúp đỡ nhau. Đồn biên phòng Bản Lầu, nơi vinh dự đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm, chúc Tết và tặng quà. Những lời động viên của Tổng Bí thư năm xưa như tiếp thêm động lực để những chiến sĩ mang quân hàm xanh nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nơi tuyến đầu. Không chỉ bảo vệ vững chắc đất đai thiêng liêng của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ còn đồng lòng giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên. Nhưng mà chúng tôi nhớ nhất là khi bác đến và bác động viên từng cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ và dặn dò chúng tôi là giữ vững cái chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc, phát huy những cái truyền thống đã làm được trong cái hoạt động đối ngoại với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới nước láng giềng, cũng như là giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định đời sống. Cốc Phương giờ đây đã trở thành một thôn kiểu mẫu, một điểm sáng vùng biên cả về phát triển kinh tế lẫn bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 11 năm trước, quân và dân nơi đây tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.